Vâng, rất vui mừng được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục trò chuyện đầu xuân ngày hôm nay. À, khởi đầu của năm quỷ mươi 2023 thì chúng ta đang kỳ vọng vào những điều tốt đẹp đang chờ đợi ở phía trước. Đặc biệt là thành phố Vinh, nơi trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh, thì năm 2023 này sẽ có những đổi mới và những dấu ấn gì? Để hiểu rõ thì sau đây mời quý vị và các bạn cùng trao đổi với bà Trần Thị Cẩm Tú, Ủy viên Ban thư vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vinh. Vâng, thưa ba Trần Thị Cẩm Tú, nhìn lại năm 2022 thì theo ba đâu là điểm nhấn và những cái dấu ấn của thành phố Vinh trong cái phát triển kinh tế xã hội? điểm nhấn mà chúng tôi thấy là rất rõ của năm 2022 đó là năm đầu tiên thành phố thực hiện 100% các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đạt 22 trên 22 chỉ tiêu là hoàn thành và hoàn thành vượt mức so với cái kế hoạch đã đi ra. Thứ hai nữa là thành phố đã thu ngân sách cao nhất từ trước tới nay, đạt hơn 3.500 tỷ, tăng 38,5% so với công kỳ. À, một cái điểm nhấn nữa mà thành phố đã thực hiện được đó là thực hiện một số các cái hoạt động, các công trình à, nằm trong cái chương trình kế hoạch kích hoạt kinh tế đêm. Đó là thành phố tập trung cải tạo, chỉnh trang và đưa vào à, sử dụng ba cái tuyến phố, à, phố đi bộ, à, phố ẩm thực, và phủ đêm cao thắng thì ba cái phủ này là tạo được cái hiệu ứng khá tốt và bước đầu đạt được những kết quả ban đầu như vậy là cũng khá thành công à, cái điểm nhận tiếp nữa đó là thành phố đã đưa vào thí điểm mô hình trường tiên tiến theo tiêu thị hội nhập quốc tế và đã bắt đầu à, bước đầu có những cái hiệu quả rất tích cực ở trường tiểu học Lê Mao và trường trung học cơ sở Đặng Thái Mai và thực sự mà nói thành phố đã à, có những cái à, kết quả mà có lẽ là cao nhất từ trước đến nay. Vâng. À, có thể nói về thì năm 2023 này thì uh, theo bà đâu là cái mũi nhọn um, có cái tính đột phá trong cái phát triển kinh tế xã hội của thành phố Vinh? Năm 2023 là một năm rất đặc biệt, thành phố uh, kỷ niệm 235 năm phường Hoàng Trung đô, 60 năm thành phố Vinh và 15 năm đô thị loại 1. Vì vậy, năm 2023 chúng tôi đã chọn một số điểm nhấn để tập trung lãnh đạo chỉ đạo và thực hiện. Thứ nhất là bám sát cái nhiệm vụ để tiếp cận với cái nguồn vốn của VKP để thực hiện cái chương trình nằm trong cái tiểu dự án phát triển đô thị thành phố và chống biến đổi khí hậu. Thứ hai là tăng cường cái nguồn lực về đất đai, trong đó có việc là đề xuất với tỉnh để thu hồi các cái dự án chậm đưa vào sử dụng và không có hiệu quả thứ ba là tập trung cho cái chỉnh trang đô thị đây là một cái điểm nhấn chính để chúng ta phục vụ cái kỷ niệm 60 năm và 235 năm và tích cực phối hợp thực hiện với các cấp các ngành để mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị của thành phố. một điểm nhấn nữa là theo cái chỉ đạo của đồng chí bí thư tỉnh ủy thì thành phố phải xây dựng thành phố ánh sáng và tham mưu cho ban thường vụ tỉnh ủy một cái nghị quyết riêng về thành phố Vinh trong năm 2023. Năm nay như bà đã trao đổi thì thành phố Vĩnh kỷ niệm 60 năm thành lập và 235 năm phường Hoàng Trung Đô và 15 năm đô thị lớn 1. Vậy thì hiện nay cái kế hoạch chuẩn bị được thực hiện như thế nào? Hiện nay thì một số các cái công trình mà thực hiện của năm 2022 chính là cái nền tảng để chúng tiếp tục cái chỉnh trang đô thị của các cái tuyến phố và các cái tuyến đường mà hiện nay chúng tôi đã thực hiện giải phóng mặt bằng dự kiến là một số tuyến phố như là Nguyễn Văn Cư, Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai là cải tạo nâng cấp, rồi chỉnh trang cây xanh, đền trang trí và tuyến đường Lý Thường Kiệt kéo dài giải phóng mặt bằng đường Lê Mao kéo dài. Một nội dung nữa là thành phố đã phát động cái phong trào thi đua rộng rãi trong toàn dân và mỗi phương xà chọn một đến hai công trình hoạt động để chào mừng kỷ niệm và một chuỗi các cái hoạt động sự kiện sẽ được thực hiện trong năm 2023 đó là uh, tổ chức các cái tuần lễ văn hóa của các cái thành phố kết nghĩa với thành phố Vinh uh, trong đó có thành phố Nam Giang du của Hàn Quốc uh, rồi là hoạt động carnival đường phố uh, và tổ chức giải đua xe đạp phường Hoàng Trung đô phối hợp với các sở ban ngành cấp tỉnh để tổ chức các cái hoạt động sự kiện văn hóa thể thao và các hoạt động sự kiện khác của tỉnh diễn ra trên địa bàn thành phố Vinh. Vâng, vâng, xin cảm ơn bà Trần Thị Cẩm Tú đã cùng đến để chia sẻ những cái triển vòng cũng như là cái kế hoạch của thành phố Vinh trong năm 2023 và hy vọng là trong năm 2023 này thì đảng bộ và nhân dân nhân dân thành phố Vinh sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành công và đạt được cái mục tiêu kế hoạch đề ra.